Tại buổi hội thảo, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực xúc tiến thương mại. Về cơ bản, các quy định của pháp luật hiện hành về xúc tiến thương mại đã tương đối đầy đủ, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại phát triển, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thì trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, các hoạt động xúc tiến thương mại đang phát triển một cách đa dạng, phức tạp, đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại. Do vậy, hội thảo là cơ hội để các sở công thương, các đối tượng thực hiện xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hiệp hội, văn phòng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ các vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý, quy định thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay. Hội thảo còn là cơ hội để Cục Xúc tiến Thương mại nắm bắt, tổng hợp các vướng mắc của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và của các đối tượng thực hiện xúc tiến thương mại trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về xúc tiến thương mại. Từ đó, đề xuất các giải pháp khắc phục và tháo gỡ những khó khăn về khung pháp lý trong lĩnh vực xúc tiến thương mại với các cơ quan ban ngành chức năng có liên quan.